Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Trong cái video này thì mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến anh em những cái điểm lưu ý của những cái dòng sản phẩm phổ thông mà anh em có thể mua được ở ngoài shop nước hoa hoặc là những khu trung tâm thương mại. Thì trước khi bắt đầu vào cái video này thì mình cũng phải nói rõ với các anh em là tất cả những cái điểm lưu ý trên là dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Đó, nó là dựa cái trong một cái quá trình mình chơi nước hoa thì mình có những cảm nhận và mình muốn gửi gắm đến các anh em, mình muốn lan tỏa đến cho các anh em để mà biết đâu có thể là giúp cho mọi người một chút ít nào đó, chứ nó không mang tính là kết luận chung cho tất cả những cái chai mình đã nói. Có thể là đối với các anh em thấy là đúng thì mọi người ok, còn có thể là đối với các anh em khác thì không nhất thiết phải là theo những cái quan điểm của mình đó, thì mình cũng muốn xin nói rõ với các anh em là như thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại bắt đầu những cái điểm cần lưu ý của những cái chai nước hoa của ngày hôm nay. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về một chút của những cái dòng sản phẩm của nhà Dior, mà ở đây đầu tiên sẽ là Dior Homme Collection. Chai nước hoa này có thể chúng ta không thường xuyên được thấy được nhắc đến trong những top những chai nước hoa mùa hè, không thường xuyên thôi chứ không phải là không bao giờ. Nhưng nếu như để nhắc top mùa hè Việt Nam nhá, trong cái điều kiện mùa hè Việt Nam, chắc chắn chai nước hoa này sẽ phải nằm trong top 10 chai nước hoa đáng dùng cho mùa hè ở Việt Nam. Bởi vì cái mùi hương của nó, cái mùi hương cam bergamot, mùi hương hoa quả rất rất là dễ chịu. Thế nhưng ở chai nước hoa này nó có một cái nhược điểm rất là tai hại, đó là cái khả năng bám mùi của nó không. Mình nghĩ là với cái điều kiện nắng nóng gay gắt như ở Việt Nam thì mức độ mùi hương của chai nước hoa này là nó sẽ không chịu được vài ba cú táp nắng và gió. Thì nếu như anh em là định sử dụng chai nước hoa này ở mùa hè Việt Nam thì nên sử dụng một chai chiết nhỏ, đúng 5 ml hoặc 10 ml, dắt theo người tầm khoảng 4-5 tiếng chúng ta lại pèm pèm đó, gọi là tăng hỏa lực lên, thì mình chắc chắn là cái hiệu năng của mùi hương này sẽ mang đến cho anh em rất là nhiều đó. Chai nước hoa thứ hai ở đây là Dior Homme diên vĩ và một chút cacao ấm trầm. Thì thực tế cái mùi hương này nó có một cái nét tương đồng theo như cá nhân của mình, nó có khoảng 60-70% với Valentino Uomo Intense đó. Hai chai nước hoa này có một cái tông mùi cũng khá là giống nhau. Tất nhiên thì Valentino Uomo Intense nó đậm đà hơn so với bản Dior Homme. Thì có nghĩa là nếu như các anh em nào đã sở hữu một trong hai chai nước hoa này thì không cần thiết phải mua thêm một chai nữa, bởi vì như mình đã nói là nó có một cái tông mùi là khá là giống nhau đó. Và cuối cùng đó là Dior Homme Offerman. Thực tế cái chai nước hoa này đôi lúc nó làm mình cảm thấy rất là khó chịu, thế nhưng đôi lúc mình xịt thì mình lại cảm thấy rất là thích thú đối với nó. Có nghĩa là đối với cái cảm nhận của mình, chai nước hoa này nếu như để mà xịt và chúng ta hít như này thì mình nghĩ là sẽ không 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 thấy nó thú vị, nó hấp dẫn. Thế nhưng nếu như chúng ta xịt xong và chúng ta để mặc cho nó tỏa ra một cách tự nhiên thì mình lại cảm thấy nó rất là hay đó. Thì quan điểm của mình với mùi hương chai nước hoa này đó là khi mà các anh em thẩm mùi thì xịt xong thì chúng ta không nên dí sát mũi vào người, bởi vì cái mùi hương bưởi của nó nói chung là nó hơi khó chịu đối với mình. Mình nghĩ là cũng sẽ có một số các anh em có thể cảm thấy không không thấy thoải mái khi ngửi cái mùi hương này của nó. Có nghĩa là nếu như ngửi trực tiếp thì sẽ cảm thấy là hơi hơi khó chịu. Thế nhưng nếu để cho nó tỏa ra một cách tự nhiên, nó cảm giác như mềm mại, thì mình nghĩ là mùi hương này cũng có những cái nét thu hút cũng rất là thú vị. Do đó, với mùi hương chai nước hoa này, mình gợi ý các anh em khi mà thử mùi thì hãy để xịt và để tự nhiên cho nó chứng tỏ mùi hương đối với các anh em, chứ không nên là cứ chăm 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 ngửi thì mùi hương chai nước hoa này thực sự không phải là quá là thú vị hấp dẫn đó. Tiếp theo nữa đó là Bob, oh man, đây là Burberry London. Chai nước hoa này phải nói là có một cái tông mở đầu thuốc lá rất là ok, rất là thú vị, và sau đó là da thuộc. Có một điều đáng tiếc đó là về cái nốt cuối của nó thì cái nốt thuốc lá là nó đã bị gần như nó không còn mà chỉ còn da thuộc mà thôi. Thế nhưng mùi hương chai nước hoa này đối với cá nhân của mình là rất là classic. Thực tế mà nói thì với những cái dòng nước hoa mình thường hay mình đọc bài thì người ta vẫn nói là nước hoa của Ý thì nó là một có vẻ hào hoa, lãng mạn, lãng tử. Nước hoa của Pháp thì là sexy, gợi cảm. Nước hoa của vùng của nước USA của Mỹ thì họ luôn chú trọng là sạch sẽ, fresh and clean, có nghĩa là trong cái thông điệp họ xịt thì họ luôn muốn là đơn giản là ê, tôi sạch sẽ lắm, đừng sợ đó, kiểu như thế.
thì cái nước hoa Pop Rue London này nó mang đối với mình, đối với cảm nhận của mình, nó mang theo cái âm hưởng của người Anh, có nghĩa trong cái phong cách mùi hương của họ nó có một cái gì nó thô ráp, nó đúng như kiểu cái chất Anglo-Saxon của người Anh đó. Người Anh thì mình nghĩ là không bao giờ có trong tính cách hoặc cái suy nghĩ của họ cái sự lãng mạn nó tồn tại quá nhiều, thì cái cách làm mùi hương của UK cũng thế. Đối với những trang mình ngửi thôi nha, chứ mình không kết luận chung, thì Pop Rue London này cũng không tránh khỏi cái vết xe đổ đó. Có lẽ là mùi hương nó có một cảm giác gì đó, nó sẽ không phải là đưa đẩy, nó sẽ không phải là mềm mại để mà chúng ta có thể cảm nhận nó, cảm thấy là nó đong đung đưa, mà nó rất là classic và hơi thô ráp. Do đó các anh em, đấy cũng cái là mình muốn lưu ý với các anh em. Tiếp theo nữa đó là Montblanc Ledger. Trang nước hoa này cực kỳ ok nếu như các anh em sử dụng vào trời mùa hơi se lạnh và lạnh, đặc biệt là trong những cái buổi gặp mặt mà không phải là xô bồ, không phải là quá thân thiết, mà trong những cái buổi gặp mặt mà chúng ta cần là thể hiện mình là một người có cái phong cách, có một cái gu, có một cái gọi là một cái level gì đó, một cái dạng kiểu như thế, thì Montblanc Ledger là thích, rất là thích hợp, bởi vì nó cái dạng mùi của nó rất là nam tính, manly và một dạng kiểu trầm lặng, quý ông nhưng mà trầm lặng. Thì Montblanc Ledger là chính xác là cái mùi hương sẽ giúp cho anh em trong những cái dịp như thế. Do đó nếu như bạn nào mà có một cái phong cách nói chuyện nó hơi nhí nhảnh, nó hơi bay bổng, thì không phải là chai nước hoa này, chai nước hoa này không phải là dành để cho các bạn. Tiếp theo nữa đó là Versace Eau Noir. Điểm khuyến cáo duy nhất đó là quá mạnh, quá khủng, quá nhanh và quá nguy hiểm với mùi hương của chai nước hoa này. Chỉ cần một hoặc hai shot thôi thì cũng đủ để gây ngất ngây cho mọi người xung quanh khi mà ngửi. Do đó chúng ta cần phải hết sức lưu ý liều lượng khi xịt chai nước hoa này. Versace Eros. Có rất là nhiều các anh em chê bai mùi hương này là ngọt là ngấy và nồng niếc khó chịu. Thế nhưng bản thân chúng ta không xác định được mục đích chúng ta sử dụng mùi hương này sẽ là gì. Chai nước hoa này chỉ hợp nếu như các anh em đi party, đi karaoke, đi gọi là đi xóa, thì đây chắc chắn là cái vũ khí cực kỳ sẽ giúp cho các anh em còn lại. Nó không phải hợp trong những cái điều kiện còn lại, thì các anh em cũng nên lên lưu ý nếu như nhu cầu của mình sử dụng vào trong những cái dịp gọi là bay nhảy trọng đại, thì Versace Eros chắc chắn sẽ rất là hợp. Cái nữa đó là Mancera Cetrat Boys. Không phải để dành cho mùa hè, đấy là cái khuyến cáo của mình để nói về mùi hương này. Bởi vì hôm trước là có một người anh em thiện lành đã hỏi mình và định mua chai nước hoa để sử dụng trong mùa hè, thì mình nhắc lại đây không phải là chai nước hoa để dành cho mùa hè. Bởi vì bản thân mình đã từng được ngửi một bạn xịt mùi này vào mùa hè và rất là khó chịu, rất khó chịu khi mà ngửi. Do đó anh em cần phải lưu ý giúp mình là Mancera Cetrat Boys cá nhân của mình không phải là dành cho mùa hè. Nautica Voyage luôn luôn là top sử dụng nước hoa trong mùa hè của mình. Tất nhiên thì mùi hương này nó rất là đơn giản và đôi khi là nó đơn giản đến quá mức, gọi là quá mức cần thiết, cho nên là các anh em khi mà ngửi thì cảm thấy là ê, thật là gọi là không thấy một cái gì nó thu hút. Nhưng chúng ta cứ thử xịt vào khoảng 38 đến 40 độ thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái đẹp, cái hay của cái mùi hương này. Bởi vì nói thật là cái mùi hương này mình xịt mùa hè ở mình nhận được nhiều lời khen còn hơn rất là nhiều chai nước hoa mùa hè khác. Cái đấy là mình không hề chém mình, cho nên đó đấy là cái lý do tại sao mà mình rất thích sử dụng chai nước hoa này vào mùa hè. Bởi vì sao? Bởi vì mình luôn luôn nhận được những lời khen thì chả có cái gì mà mình không sử dụng chai nước hoa này. Ok. Và cuối cùng đó là CH Man Privé. Chai nước hoa này nếu như các anh em Blow de Chanel quá nhiều rồi, Dior Sauvage quá nhiều rồi, Giorgio Gabbana The One quá nhiều rồi, làm ơn gợi ý một cái mùi hương nào khác sexy mà cũng rất là thu hút. CH Man Privé, đấy là cái chai nước hoa mình muốn gợi ý cho các anh em. Đấy là cái điểm mà mình cũng muốn là mọi người cùng lưu ý đó. Thì vừa xong mình lại chia sẻ với anh em một số những điểm cần lưu ý của một số những chai nước hoa mà các anh em có thể mua được rất là dễ dàng ở Việt Nam, mà mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.